suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào ai đứng ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu, mong mà hai đứa coi chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh mình ghét làm anh, rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, mang mai mình ngắm mộ hoa, ban đêm mình ngắm chi hằng. Cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Túp lều lý và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình yêu hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Anh gối tay tôi để ôm chuyện xưa cũ,
gói trọn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ. Chưa đến tình sái giọt buồn rơi hiên dân lệ nóng chưa nguôi sầu dân đây mất ai nợ đành tâm tiền bị giật ngứa xuân thành đó mưa rơi từng giọt tim trong nhỏ đơn côi đêm buồn không ngủ được lẻ loi ánh đèn lướt thước mưa bay ngồi lặng thân cô mong lại chuyện ngày xưa mưa nửa đêm làm lòng thêm sao thần đảng liên kết nhau đi tiêu diệt Lê Hoàng. Ta đã đúng hay sai khi chọn tân quân đi trao quyền nhiếp chính, họ như đang phải mùa mê quyết đưa nhau vào quyết lộ. Ôi những chen ơn ngày nào trong nguy nan thề sống chết bên nhau, hãy dừng lại chập chờn trong ánh lửa. Lê Hoàng
sự bỗng thành dấu nghĩa. Cuộc nhân tình thầm thía nào lòng tảng hợp hợp ta. Mấy hôm nào để giọng lòng thân thang áo màu cần đây xanh sang xe ngựa. Chúng dân cuối rập mình cánh bẩm quốc ca. Công hầu ngồi đứng trong đi dựng cơ đồ mãi lưu truyền hậu thế. Ôi lòng thù đã biên nước sông thầm lửa bóng dầu sôi. Thời thế đã đổi mùi lời ta nằm gửi lại nước chẳng lẽ ông cạn tình hết nghĩa rồi sao? Lặng lẽ từng giọt lệ
tử bên mê nơi những con người yên nghỉ. Ngàn thu sâu trong trang sở đại cùng viết chuyện đau thương này mãi mãi còn. Quế Chân xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Sao Nữa Ngồi. Thưa quý vị và các bạn, như tên gọi của chương trình Sao Nữa Ngồi sẽ giới thiệu đến tất cả chúng ta một thế hệ những ngôi sao mới tiếp nối, nối ngôi những ngôi sao sáng trong gia đình nghệ thuật, làm rạng danh truyền thống của gia đình, giống như là người bạn cùng dẫn với Nguyên Vũ, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Quế Chân đây. Em cảm ơn anh Nguyên Vũ và phải nói rằng nhìn thấy các bạn, các em thi mình thương quá, là bởi vì chúng ta thấy nghệ thuật là khó như vậy và gian khổ như thế, nhưng mà các bạn, các em vẫn hết sức đam mê dấn thân vào và làm rất có trách nhiệm, rất nghiêm túc và đầy nhiệt huyết. Được đồng hành với các bạn, các em qua mỗi vòng thi, đó là niềm vui rất lớn của Quế Trân. Đêm thi ngày hôm nay với chủ đề Vàng Bóng Một Thời, chúng ta sẽ được thưởng thức những tiết mục có thể đã rất quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của những người nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng được tái hiện lại bởi những hậu duệ của những người nghệ sĩ đó. Còn bây giờ sẽ là thành phần ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ Bạch Tuyết. Giám khảo danh ca Thái Châu. Thank you.
Ngày hôm nay chúng tôi xin được chào đón vị giám khảo khách mời. Anh là một tên tuổi lớn trong làng điện ảnh, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính. Và vị khách mời tiếp theo, cô là một gương mặt rất nổi tiếng ở những vở cải lương và được yêu thích qua màn ảnh nhỏ truyền hình. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Kim Phương. Và chúng ta cùng chào đón 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Và mỗi giám khảo trường quay bình chọn được tính là 0,1 điểm. Tổng điểm 100 khán giả là 10, tương đương với một giám khảo chính. Bảo chọn một cái vai, đó là vai anh Xiên Nhắc Tuồng trong cái vở cải lương Bàn Thờ Tổ của một cô đào. À, là một cái vai mà ông nội đã từng gây dấu ấn rất là lớn đối với khán giả. Thì ông nội diễn với lại nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Và ngày hôm nay thì Bảo rất là vinh hạnh mời lại được nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý diễn lại cái vai bà bầu chung với cái anh Xiên này. Thấy cái cách diễn của cháu thì cũng hơi có nét giống ông nội, nhưng mà cũng không giống lắm, tại vì cái lớp trẻ bây giờ nó cũng phải có cái lối đi nó hơi riêng một chút xíu, khác với người lớn một chút, nhưng mà nó cũng theo cái nề nếp cũ, cho nên thấy nó cũng dễ thương lắm. Trời ơi, bà làm cái gì? Bà đi theo tôi hoài vậy? Tôi muốn hát à, rồi không cho tôi hát. Hát cái gì? Thôi, tôi đi ký hợp đồng với người ta rồi, không có nói nhiều nữa. Nè, tôi nói bà nghe nha, không có phá gánh hát nữa nha, chưa? Tôi đi đó. Nhưng mà tôi muốn hát, chào bà, tôi muốn hát rồi cháu. Sao? Không cho tôi hát thì tôi không dám hát hả? Trời ơi, gánh của tôi, bầu cũng tôi, đào hát cũng tôi, làm sao mà sợ lã gánh được. Xiên à, Xiên. Dạ. Bảo kêu em hả bà Bảo? Trời ơi, ê, bữa nay đâu có cái áo đẹp quá vậy mày? Mình bầu cho đó. Bầu cho hả? Tao cho đó. Em trong kẹt không làm gì mà có bộ đâu cho mày. Trời đất ơi, núp trong kẹt em trong màn em kéo màn mà không có em rồi sao hát được phải không? Rồi ok em chi vậy? Mày thấy hơi hám của chị lúc này sao Xiêm? Trời cái hơi chị tuyệt vời chị ơi. Tuyệt vời lắm mà. Người ta hơi đồng hơi chì, còn chị hơi kẽm mà kẽm gai nó chích vô nhất lắm. Căn cứ đâu mà mày nói hơi chị hay vậy? Em căn cứ vô cái chuyện mà hôm qua chị gây lộn mấy đứa chủ nợ đó. Mấy đứa chủ nợ nó tới đòi tiền gánh hát cái chị đó. Tụi mày là con đồ con to, tụi mày là con đồ con to. Rồi chửi quá trời chửi luôn à. Vậy là hay quá ta. Dạ. Nè, bây giờ mày nhắm của chị còn hát được không? Chị còn hát tuyệt vời. Nghe hả? Mà ông bầu cho chị hát không? Cho rồi mày. Cho hát rồi hả? Trời đất ơi, ta làm trận làm thượng quá trời, ông cho ta hát rồi. Nhưng mà bây giờ chị tính đóng cái vai gì? À, ta tính hát vai tiên á. Chị đóng vai tiên hả? Xuất sắc luôn. Em nói thiệt, chị mà đóng vai tiên chị bay xuống ha. Chị cầm cái cây phất trần chị phất. Trời đất ơi, rùi mũi nó chết hết trơn á trời. Mày chê tao nữa không? Chị muốn hát vai gì? Tôi Quỳnh Hoa tiên nữ á. Cái gì? Chị hát Quỳnh Hoa tiên nữ hả? Ừ. Rồi rã gánh nữa. Mày tập tuồng cho chị đi. Rồi á hả, cử nào là chị trả tiền cà phê cho em kỹ nấy hay được không? Phải không? Cà phê, hủ tiếu, thuốc lá luôn. Có tiền dặn túi luôn hả? Dặn túi luôn. Chị muốn hát là cái chỗ nào? À, Quỳnh Hoa gặp tiên sinh trong cái tủ quán á. Cái lớp đó hay nhất đó. Đúng rồi. Quỳnh Hoa gặp trương sinh phải không? Ừ. Mà em nói mà chị đừng có cãi nha, phải nghe lời nha. Rồi, người ta rồi. Đạo diễn mấy chục năm học cho em tự học và tự làm luôn á. Vậy mới chứ mới giỏi. Đạo diễn Quỳnh Xiên á. Ừ. Dạ đứng kia đây. Đây. Bắt đầu dạy em hát phảnh phát, em phất cái tay cái chị xuất hiện nghe không? Rồi. Thử nha, thử nha. Đây. Con cái này có bộ ngựa ở đây ha. Bắt đầu nha. Trên đường đến trường ngưng thi à, lương thực cạn rồi à, bụng đói chân à rung à, nhìn xa xa có cái quan ở về à đường à, ta vào đó ăn no lòng rồi đi tiếp tục mà. Nhưng mà lộ phí đem theo bên mình đã hết sạch rồi, mà rượu thịt trong quan nó ê hề,
thôi ta cứ vào đó ăn một bữa no nê. Còn chuyện tiền bạc bà bầu bà trả hết. Ê mày, không được. Hả? Hạ hồi phân giải. Hồi nãy chị hứa rồi. Tao hứa là tao hứa, nhưng mà mày phải hát cho đúng tuồng. Tuồng cổ phải hát cho đúng tuồng cho tao nghe. Không có sai một chữ là không có được đó. Còn hạ hồi là để tao tính sao. Hạ hồi phân giải thì trong tuồng. Cái đó em nhắc khéo chị bên ngoài tao, nhớ lắm. Tao nhớ, tao nhớ rồi, làm đi, làm đi, làm đi. Còn chuyện tiền bạc hạ hồi phân giải. Ra. Ra. Cái gì vậy? Ủa chứ người máy hả? Hả? Đi ra gì như người máy vậy? Không có hồn vía gì hết trơn vậy? Ủa chứ không phải đi vậy trời hả? Trời ơi, mình biểu diễn mình là đào, mình phải đi lả lướt nhẹ nhàng như cung đàn trên sóng lạnh, hiểu không? Ừ, mày đi nè, đó có cái bộ đào em đi thử nè, bắt đầu nè. Hả hồi phân giải. Vậy chứ đâu, đâu, lại, lại lại hả hồi phân giải à. Há luôn nghèo lên con mắt chút 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 à. Vô nha à. Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa ơi, anh thương em ở cái chỗ em là đàn bà là phụ nữ. Gửi theo hương hoa mây mù răng lối, gửi trong bước ai đi khi bước ai quay về. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tuồng cổ mà làm gì có bước em đi ở trong đó nữa ông nội. Hát lạc trôi. Trời ơi, trời ơi, không có mày nghe tuồng cổ là phải hát cho đúng tuồng nha. Mày đừng có sai một chữ là cũng không có được nữa. Còn mày muốn hát một mình mày đặt tuồng mày hát đi. Rồi hát đàng hoàng, thôi hát lên cao xí sàn nha. Ừ. Quỳnh Hoa. Trong giây phút chia tay. Quên luôn rồi. Chị làm quá em quên tuồng rồi. Được rồi quên, giờ sao đây? Giờ sao ai biết sao? Thôi thôi mấy mày ca cương đại đi. Thôi không dám ca cương đâu. Hôm bữa cô ba hát tăng cường đoàn mình ca cương cô ba la hôm bữa rồi đâu dám hát ca cương nữa đâu. Không phải, bây giờ tao nói mày nghe, có mình tao với mày hà mày ca cương cho tao hát cỡ đi, giờ mai mốt tao hát cho người ta hát đúng luôn. Có nghĩa là em nhắc tuồng em làm cái đường dây thôi. Ừ, mai mốt chị hát với kép là hát đúng tuồng, không có ca cương ha. Ờ, không có ca cương nha. Này là em hát đỡ thôi nha. Rồi. Trong giây phút chia tay, anh đã giờ đây không tiền xài. Nhưng thôi thôi anh đành lòng vô quán ăn chịu. Chờ anh đây không dám tới em để anh mượn tiền. Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa. Để tôi đang hát mày. Quỳnh Hoa. Tâm mẫu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi chết ông nội. Có sao không bà, có sao mà muốn tao như cái trái mít vậy ông nội. Tôi dặn bà sao? Trời ơi, ở nhà bà đang nhào nhào ra hát, nó hát cái gì? Bà bầu ơi, đã vậy đứa thằng này nó hốt đó, nó hốt bà luôn bây giờ đó. Nói thiệt cha, không mấy trả tiền là bà bầu. Không học hành gì bà bầu rồi làm đầu chánh, sao làm đầu chánh được bà bầu. Làm nghệ sĩ cải lương khó lắm bà bầu ơi, thiệt. Đúng rồi, tao nói thiệt, qua cái chuyện việc nãy giờ đó tao nói thiệt. Tao thấy ông nói đúng, mày cũng nói đúng nữa. Thôi bây giờ tao không hát nữa, bây giờ tao ra tao ôm phòng vé được không? Đó, cái đó tao thấy hay đó. Bà bầu với ông bầu chỉ cần lo phòng vé, lo ăn uống đầy đủ. Cái lứa trẻ tụi con thề với bà bầu với ông bầu sẽ hát một cách đàng hoàng, nghệ thuật càng ngày càng học hỏi và phát triển thì mới xứng đáng là sau nói ngôi chứ phải không bà bầu? Xin được cảm ơn phần phụ diễn hết sức là duyên dáng của nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Mà Quế Trân nhớ là cái vai diễn này ngày xưa là cô cũng diễn cùng với lại ông nội Gia Bảo. Dạ, mà tới rồi. Bây giờ diễn với Gia Bảo luôn cũng hết sức là thanh xuân trẻ mãi không già. Và cũng trên sân khấu này đó chính là nghệ sĩ Hà Linh, con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga thưa quý vị. Dạ, chú Hà Linh là chú của em. Dạ, tại vì đi bước vô cái cuộc thi này thì ông nội thì đang ở xa không có về được, thì có chú cũng sẵn sàng giúp cháu một vai. Bên cạnh đó cũng rất là cảm ơn sự xuất hiện của bà Kiều Mai Lý. Cách diễn xuất và cái duyên đã mang hơi hướng của ông nội.
À, rồi con cái hơi ca cũng mang hơi hướng của ông nội, tại vì anh Bảo Quốc ca rất là mùi. Cái mà ấn tượng nhất á là chú nhìn thấy đâu đó một cái ông Bảo Quốc đang diễn chứ không phải Gia Bảo. Hình như là con rất là giống, từ tác động cho đến cách phát âm cho đến là dung tay dung chân, rồi cái cách của anh Bảo Quốc á, có bao nhiêu là con học hết rồi. Cái đó là chú khen chứ không phải là chú chê. Chú cũng khuyến khích con cố gắng nữa, chúc mừng con. Cái tiểu phẩm này đó thì ý riêng của chú thôi, thì muốn Bảo diễn nhiều thêm hơn nữa, là mình là một cái nhân vật chính của cái cuộc thi này thì mình nên tập trung vào cái vai cho Bảo. Tất cả những người là chỉ hỗ trợ, coi như là thêm một cái dàn phóng cho Bảo tỏa sáng. Phải nói là con với cô Kiều Mai Lý đóng rất hay, nhưng mà cô có một cái lòng kính trọng cô Thanh Nga ở một cái mức rất là đặc biệt, cho nên là cô cảm thấy hơi khó chịu khi mà con đưa cái bài của cô ba, cô Thanh Nga đó, trong giây phút chia tay. Đó là cái bài rất là thiêng liêng. Sau này cô đề nghị với con là nên lấy một cái bài khác, còn toàn bộ đều tốt hết. Cảm ơn con. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Cho con 9 năm. Số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ đạo diễn Kim Phương. Cái vở này á, bản thân tôi đã có xem rồi và cũng đã từng đóng vai. Mà cái vai của tôi á, đúng ngay cái chỗ chị Lý á. Thành ra tôi biết cái xuất xứ của nó. Thành ra riêng tôi thì cho Gia Bảo 10. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chất Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Gia Bảo. Chín với năm, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, tiếp tục đêm thi hôm nay, chúng ta cùng đến với cô ca sĩ bé nhỏ Mai Xuân Thi. Từ ngôi nhà nhỏ ở Long Mỹ, Hậu Giang, Mai Xuân Thi đã bước ra và trên đường chinh phục ước mơ của mình. Và nghệ sĩ Chánh Linh, người đã có nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương ở các tỉnh thành, có lẽ sẽ an tâm hơn khi thấy con gái của mình dần dần tỏa sáng. Tôi không muốn nói nhiều, không muốn mọi người phải tỏ lòng thương cha con chúng tôi. Chúng tôi tự hào vì đã sống bằng nghề, đã theo nghề bằng tất cả tâm huyết. Tôi chỉ lo cho con gái của mình. Sài Gòn quá lớn cho một đứa con nhỏ như Xuân Thi. Nhưng tôi tin rằng cháu đang làm hết sức mình để theo đuổi ước mơ của riêng mình. Và có lẽ là giúp tôi hoàn tất những ước mơ dang dở của đời mình. Cha ơi cha, con thay đồ xong rồi nè. Cha nhìn con coi có giống Nghi Xuân không? Đồ đẹp không cha? Con à, cha định đổi tuồng con à? Con không chịu đâu, cha không tập cho con giận luôn. Cái tuồng Phạm Công Cúc Hoa nó có cái cảnh giống cha con mình quá. Con thấy cái tuồng đó Nghi Xuân Tấn Lực có cha thì cha phải ra trận, mẹ thì mẹ mất, rồi còn đằng này con có cha là coi như vừa có cha vừa có mẹ, hạnh phúc đâu thua gì. Thôi được rồi, con kêu bạn Hải ra đi, mình tập tuồng. Con cảm ơn cha. Bạn Hải ơi, ca tập tuồng chung với Thi nè. Rồi, ra liền. Dạ. Dạ, dạ chú. Rồi, chào con. Nè, tàu cũ chuẩn bị hết rồi. Dạ, à. Giờ mình bắt đầu hả chú? Rồi, bây giờ dạ. Mình bắt đầu tập tuồng con. Chị Hai ơi, chị Hai. Ơi, em nói chị Hai đây này nè, vui lắm. Chị Hai. Ừ, em nói đi Tấn Lực. Mẹ. Ủa? Ơ kìa, Tấn Lực, em sao vậy? Chị Hai mà. Em sao vậy? Chị Hai. Tấn Lực. Em nhìn chị Hai đứng nhếch nhả y gan mẹ mình luôn. Cái... em nhớ mẹ quá chị Hai ơi. Tấn Lực ơi. Dạ. Em nghe chị nói nè, mẹ của mình á, đã chết thiệt rồi em à. Không, em chịu. Em chịu mẹ chết đâu. Tấn Lực ơi, em đừng có khóc nữa. Em mà khóc nữa, chị khóc theo em không có ai dỗ em được đâu. Không còn mẹ bên mình đâu em. Thương
thân ở đâu. Có nghe chẳng tiếng con cờ kêu, suốt đêm ngày ai còn nhớ mong. Mẹ ơi, mẹ ở nơi đâu? Tấn Lực ơi, em đừng có khóc nữa. Em chờ cha về nha Tấn Lực. Hai con ơi, cha đã về. Hai con đang làm gì đó? Con đang quét nhà. À, giỏi. Sáng nay cha đi đâu sớm vậy cha? À, sáng nay Chị hai không biết đâu. Có một mình Lực biết thôi. Là hồi sáng á, ông vua gọi cha lên triều đình để mà lãnh thưởng á. À, cha đi lãnh thưởng. Không phải vậy đâu con à. Ủa cha, lệnh của triều đình là trai phải ra xa trường giết giặc. Ra xa trường giết giặc. À, cha đi giết giặc. Lực, em không sao, em lấy cây cuốc chạy vào chuẩn bị hành trang cùng với cha. Hai chị em mình đi giết giặc nha. Giết giặc. Hai con không được đi. Sao vậy cha? Nơi chốn xa trường gươm đao hiểm ác, hai con không được đến đó. Mẹ đã mất sớm, hai đứa con ở nhà không có ai chăm lo hết. Cha đi rồi, Tấn Lực nó giận cha, con cũng giận cha luôn. Con giận cha luôn. Cha đừng có đi. Nín đi con. Trời ơi, ta biết phải làm sao khi chúng biên thùy giặc ngang tàn xâm lấn. Tâm trí hướng biên cương nhưng dạ còn con trẻ. Ta biết phải làm sao cho tròn chi anh. Nặng nợ non sông mà lòng bằng con khờ. Tấn Lực, ngày xuân hai con còn thơ âu, ta không đành lòng biết gửi lại cho ai. Phút giây ly biệt ôi tình cha cha đau nhói trong lòng. Cha ơi, nơi chốn quê nhà có con lo liệu mọi bề thay. Cha xin cha hãy cứ yên lòng lên đường giết giặc đáp lời non sông. Con gái cha ngoan lắm. Dạ. Nè, con là con trai không có được mềm yếu như vậy. Đúng rồi, con là con trai, con sẽ ở nhà, con bảo vệ cho chị hai. Dạ. Giỏi lắm con. Dạ. Dạ ơi, con ở nhà, con sẽ hát ru thay mẹ cho Tấn Lực ngủ. Cha hãy yên lòng đi giết giặc đi nha cha. Ngoan lắm. Dạ. Con gái của cha. Đây có phải là lần đầu tiên mà em được cùng đứng trên sân khấu với ba mình không? Dạ đúng ạ, em cảm thấy trong lòng của em rạo rực lên vì em biết là cha của em đang rất là hạnh phúc khi con gái của mình nói được cái nghề. Con cảm ơn cha đã sinh ra con. Sao có vẻ hình như con sinh ra để làm đào cải lương?
Là bởi vì cái phát âm của con đối với lại cái ca cải lương nó rất là tròn dành rõ chữ. Cái tiếng miền Nam nó con phát âm dễ thương quá trời đi. Đó là một cái giọng tự nhiên trời cho, chưa có được trao chuốt mà nó đã dễ thương như vậy rồi. Cho nên là chắc có lẽ con phải cố gắng thật nhiều, con phải làm thật tốt những điều mà ba mẹ con kỳ vọng, nhất là người cha của con. Trong khi thi con hát tân nhạc, chú thấy con rụt rè, yếu đuối, có đôi lúc hụt hẫng luôn. Mà qua cái tiểu phẩm này, con hát bên cải lương, bên ngành cổ nhạc, thấy con vững vàng, duyên dáng. Nó vừa ghê hả? Cái chất giọng nó tình cảm một cách một chân thật chất phát. Đối với chú thật là tuyệt vời, khác hẳn luôn. Qua một cái chút xíu hát cái đoạn đầu thôi, chưa có hát cái đoạn sau nha. Dạ. Tôi nói cái em này tỏa sáng rồi. Hát vững vàng, bây giờ cô rất là tin. Xin lỗi anh Châu nha. Tôi ham nói quá. Dạ. Thì cô rất sẵn sàng đó, dạy con hát cải lương. Nhìn gương mặt em, không ai nghĩ cái nhà là nhà gieo neo, không ai nghĩ là sống thiếu tình thương. Tại vì trên gương mặt của Thi rất là rạng rỡ. Em lại được cái sáng sân khấu. Cái điều đó là một cái nhu cầu cần thiết của một nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Trinh Tính rất là cảm động khi thấy hai cha con cùng đứng chung một sân khấu. Cái điều đó là một cái điều mà... Xin lỗi. Một cái điều rất hạnh phúc cho mọi người nghệ sĩ. Chú xúc động quá chú không biết nói gì. Chúc mừng con. Con chưa có đó là cái kỹ thuật giữ hơi và cái kỹ thuật làm thế nào để cho mình có 5 mà khi mình ca khán giả thấy mình có 10. Thì cái việc đó cô nghĩ rằng ba con và ca cô có thể giúp con làm được chuyện đó. Nhưng cái vốn quý đó mà con có sẵn đó, thì cái điều đó chỉ có cha mẹ với trời cho. Cho nên muốn rằng đáng lý ra đó là cho con 9.5, nhưng mà sẽ cho con 10 để nói với con rằng hãy cố gắng giữ gìn cái viên ngọc trời cho và cha mẹ cho mình. Và bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo Thái Châu. Mấy điểm? Lớn lên chút nữa vai. Hồi nãy thấy đập bàn nữa. Và bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo Kim Phương. Thấy em nó rất là lễ phép, đi lùi lại. Em có biết hình dung tại sao mà cô thi đi cái kiểu đó không? Thật ra đó là cô có một cái tư chất của một cái cô đào chánh của cải lương, cho nên rất là khiêm cung và tự biết rằng trước mặt ai và trước mặt người nào đó thì mình sẽ phải hành xử như thế. Cảm ơn cái sự giáo dục của ba con. Đêm nay thật sự là em làm anh rất là xúc động. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Mai Xuân Thi. 9.6, chúc mừng bạn. Thí sinh sau đây có người cha nổi tiếng ở lĩnh vực kịch và đặc biệt đó là kịch truyền hình. Nhưng mà có lẽ cái bóng quá lớn của người cha đã làm cho người con khá là ngần ngại khi tính chuyện tiếp bước. Và thế là anh đã trở thành một ca sĩ hát nhạc trẻ. Đó chính là thí sinh Trịnh Tuấn Vĩ. Và không biết là anh có thừa hưởng được cái dòng máu kịch sĩ của cha mình hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Ngu đầu mã diện, dẫn tội hồn nhập điện. Quang! 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 Quang!
quê rồi. Xích ra đằng kia. Ai biết. Quang quá, Diêm Vương ơi, quang quá. Quang quá, quang của con quá Diêm Vương. Diêm đất, ta chưa xử mà quang cái gì. Dạ bẩm Diêm Vương, đó, ở trên trần gian á, tụi con là bác sĩ. Mà bác sĩ là gì? Bác sĩ là cha mẹ của thiên hạ. Người nói gì? Tào lao con người. Vậy chứ gì? Dạ bẩm Diêm Vương, tụi con á, ở trên trần gian là bác sĩ. Mà bác sĩ là gì? Bác sĩ là cứu người. Đó, đáng lý á, là khi mà tụi con chữa bệnh như vậy thì á, là phải được đưa lên thiên đàng. Hình như là con thấy hình như nó sai sai gì đây á, đưa đi không có đúng tuyến, tự nhiên cái đưa con xuống đây. Chờ ta cha cứu lại để biết sự thật trắng đen. Vũ đầu Mã Diện. Dạ. Chiếu video clip. Có đến luôn đến à lên. Chúng ta là bác sĩ chuyên chữa trị người ta. Ai ôm đau buồn rầu đến đây là hết liền. Sao phòng mạch giờ đây không có người nào vô? Có quảng cáo cái kiểu gì ông? Mà bây giờ phòng nhập nó vắng que, lấy gì mà tiền đâu mà trả tiền cho ông? Dạ có, sao không có anh? Đâu, ông trả lời tôi nghe coi. Anh dặn em làm đầy đủ đàng hoàng. Rồi. Em lại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, em nhào ra em phá cho người ta đầy đủ luôn. Đèn xanh bật lên đó, người ta chạy qua hết. Nhìn xuống trời ơi, nguyên cái phòng mạch bác sĩ dĩ nó lền cơ, nó trơn trội anh. Trời nhìn đất đi, ơi luôn. Là trời. Rồi tại sao mấy cái góc cột vách tường sao ông không chịu dán lên đó đi mà người ta cối? Sao ông không dán? Chẳng những dán mà còn quánh lộn với người ta nữa nè. Ủa sao kỳ vậy? Em lại cái vách tường đó đúng không? Ừ. Em thấy em nhìn cái vách tường em thấy là khoan cắt bê tông. Em lấy cái tấm quảng cáo của mình đó, em ịn lên cái tấm khoan cắt bê tông của nó. Vừa ịn lên cái đằng sau có cái cục đá nó ịn vô đầu em cái ầm này. Bác sĩ ơi! Đó, con người. Đau, đau. Đau gì? Đau. Đau hả? Đau, đau lắm. Đau sao? Đau dữ lắm. Trợ lý. Dạ. Xử lý phải không? Rồi để em. Vô vô. 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 Mày vô đâu? Hút mở bụng. Ông với ai? Không có, vợ tôi. Ai biết trời ơi. Vợ ông hả? Điện cái đây. À, dạ ông đâu? Đau quá. Trời ơi trời. À, cái này nặng, cái này nặng. Bác sĩ ơi. Vô đây, vô đây, vô đây. À, vô, cái này nặng lắm. Đau quá bác sĩ ơi. Sao sao đau gì? Đau. Đau bụng không? Ừ. Đau bụng. Đau bụng vậy là bị ruột thừa. À. Vô xử lý. Xử lý lên. Ruột thừa phải không? Lên nè, tôi cổng vô luôn nè. Lên 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 lên. À. Mổ rồi. Mổ rồi. Mổ rồi. Chúc mừng anh. Ok, cái cuộc giải phẫu đã được thành công tốt đẹp nha. Ủa vậy hả bác sĩ? Ừ. Mổ rồi. Mổ rồi. Dạ, mổ rồi. Tôi đâu? Ở nào anh Trọng á? Rồi sao không chịu đưa tôi ra? Em nói anh nghe nè. Mổ ra rồi. Ừ. Không thấy cái khúc ruột đâu sao giá vô. Người không thấy sao giá được. Sao không chịu hỏi? Hỏi bãi coi nằm đâu. Hỏi phải không? Ừ. Thì sao hôm nay em nói? Chị ơi. Chị ơi chị. Chị ấy ơi, chị thấy cái khúc của chị đâu không? Đau quá mà, sao tôi biết? Rồi bà nói không biết sao rồi bác sĩ? Trời ơi, cái khúc ruột của chị mà chị không biết làm sao người ta biết đâu, người ta giá trời. Kiểu này kỳ rồi. Chị mới biết cái khúc của chị đâu chứ chị ơi. Cái gì? Hai anh hỏi gì vậy? Cái khúc ruột thừa của chị đâu? À, vợ tôi bị cắt ruột thừa rồi. Cái lỗi của anh ở đây á là anh vô anh khám bệnh, phải không? Mà anh không chịu khai bệnh đàng hoàng thì làm sao tụi tôi chữa được hả? Dạ em giá rồi, em giá rồi mà sao không biết nó còn xì máu tùm lum hết. Trời ơi, chết vợ tôi rồi, trời ơi. Vợ ơi là ê, ê, đi đâu vậy trời? Trời ơi, trời ơi, chết rồi. Sao vậy gì? Em bỏ quên cái mắt kiến ở trong bụng của bà rồi. Trời ơi, bà nội, bà đi đâu vậy? Trời ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Con bệnh nhân, bác sĩ ơi. Con bệnh nhân. Tới nữa kìa. Bác sĩ ơi, em đau. Em bị cái gì vậy? Em bị bong gân. Bị bong gân hả? Dạ. Sao bong gân? Em đá bóng. Trời ơi. Cái gì? Em đá bóng. Trời ơi, đá bóng bong gân vậy đó hả? Dạ. Bây giờ chữa đi bác sĩ. Đừng lo, ca này rất là dễ. À. Chữa luôn tại đây. Chữa tại đây luôn hả? Kèm vô. Dạ bây giờ kèm chữa luôn phải không? Đúng rồi. Kèm vô. Một. Hai. Ba. Chết đỡ chân tôi rồi. Rồi, đợi chút. Em qua anh chỉnh luôn đi. Hai bên bằng nhau rồi, bây giờ anh đứng lên cho tôi coi. Đó.
trời ơi, bác sĩ khám bệnh cái kiểu gì kỳ vậy? Trời ơi, lừa gạt. Trả, trả. Tụi các ngươi đã nhận thấy tường tận, tụi này không thể dung ta u đầu mã diện. Dạ, đem hai tên này vào hoa kiếm. Sao tự nhiên bây giờ tôi thành con heo vậy nè trời? Con khỉ là tôi sao? Đây là bài học để cho các ngươi ăn năn sám hối. Nếu mai này tu tâm dưỡng tánh, ta sẽ cho lại kiếp người. Ý lĩnh. Trời ơi, kỳ này chết rồi. Ba của Vĩ nổi tiếng về kịch trong nhà ngoài phố. Và bây giờ thì Vĩ là con, thì cho nên là mình cũng muốn thử sức đứng trên sân khấu mà để cho tất cả các khán giả cười. Quả thật là rất là khó khi mà bước vào đây rồi thấy nó khó lắm. Cái điểm son của tiểu phẩm là nói lên cái đạo đức của con người đối với con người, hay cái nhân phẩm của con người. Đừng vì một cái lợi nhuận gì đó mà không còn cái tính, cái bản chất con người, cái đạo đức con người. Tôi rất là thú vị với lại cái tiểu kịch này. Nó có một cái vẻ gì đó, nó hài hài mà nó tưng tửng. Tôi tin rằng bạn có thể vui chơi với lại một cái kịch kèm theo là ca sĩ hát hay. Bản thân tôi nghĩ rằng trong cái nghệ thuật á, mà khó nhất là hài. Trong cái hài đó là phải có cái duyên bẩm sinh, chứ không phải cha truyền con nói là cha làm hài được thì con cũng sẽ làm hài được. Nếu mà em chọn một cái đề tài không phải là bác sĩ á, có lẽ cái hài người ta dễ chấp nhận hơn. Trên tính xin khen ngợi là các bạn cũng đã rất là cố gắng dàn dựng, nói chung là có cái suy nghĩ nó là lạ. Vở kịch thì cũng có cái đáng xem. Tuy nhiên, đứng về mặt diễn xuất thì bạn chưa biết được, không có biết nhấn mạnh những cái câu quan trọng để người ta cười. Theo tôi thì về mặt diễn hài đó thì bạn chưa thành công. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía ban giám khảo. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9.5. Số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9.5. Nghệ sĩ đạo diễn Kim Phương. 9.5. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trịnh Tuấn Vĩ. 9.4, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, ở vòng thi trước chúng ta đã thấy được sự cố gắng nỗ lực không ngừng của một cô gái rất là trẻ và xinh đẹp, đó là Châu Ngọc Tiên. Cha mẹ của cô đó là nghệ sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu rất kỳ vọng vào cô con gái này. Và không biết là cô sẽ thể hiện thế nào ở vòng thi với chủ đề Vang Bóng Một Thời đây. Cũng tội nghiệp con, chưa có bạn trai, chưa biết yêu, mà bây giờ phải diễn là vai là mất con, hơi khó. Hơi căng. Nhưng thôi kệ mình, biết nhiêu làm nhiêu, cứ hết mình đi. Dạ. Ha? Hết mình đi con. Chúng tôi là những người nghệ sĩ cải lương, không mong gì hơn là có thể truyền được tình yêu mãnh liệt với cải lương đến với đứa con của mình. Dù Châu Ngọc Tiên đã lớn lên trong thời hiện đại, yêu thích những gì mới mẻ, nhưng chúng tôi tin rằng cải lương luôn nằm trong máu của cháu và sẽ là hành trang đi cùng với cháu trên con đường nghệ thuật. Ơ cơ em ơi, em ca hay quá. Qua đâu? Thuộc Quanh, anh xin trân trọng tặng em. Dạ, cảm ơn ông. Dạ. Và bó hoa này nói lên từ nay trở đi em là của anh. Ông à, tôi là gái đã có chồng rồi ông à. Biết, anh biết em có chồng chứ, nhưng mà anh thích ai có chồng lắm. Anh Dương ơi. Đừng kêu tên Dương nữa. Từ nay trở đi, nó sẽ vĩnh viễn không còn thấy mặt em. Ông đã làm gì chồng tôi? Anh đã lỡ móc mắt nó rồi. Trời ơi,
tàn nhẫn là bản chất của anh. Ông ác độc lắm. Không ác độc làm sao tàn nhẫn được. Trời ơi, anh Dương ơi, anh Dương. Em chị bay trúng gió rồi, đem về nhà cho tao cạo gió. Mau lên. Tiền đâu? Mất dạy quá. Đi hai đêm mà chỉ có nhiêu đây sao? Hả? Hả? Đi đâu vậy? Đi đâu? Tôi vào với con tôi. Nó không quan trọng đâu. Ông đang làm gì tới con tôi? Tôi đã thả nó trôi sông rồi. Tao là ác quỷ. Tao không còn tin người. Tất cả là do mày. Do mày. Má đâu? Mày đã đổ ác quỷ. Trả con lại cho tao. Trả con lại cho tao. Trời ơi, sao nỡ giết chết con tôi. Miệng sữa còn hôi. Đời mẹ chỉ có con là nguồn vui, là lẽ sống trong đời. Mà sao con nỡ bỏ mẹ đi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Em không làm tròn bổn phận. Mất con rồi, em biết sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhọc nhằn, đọa đày linh hồn và thể xác. Anh Dương ơi, anh đã bao đêm bao ngày mong ước ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm, nhưng ai đã gây cho mối tình tan vỡ? Để tình chung thủy nay đành lỡ. Dương ơi, con mình nay còn đâu? Đoàn lìa bi thương chiến mình ta, ôi xót xa, ôi đớn đau. Anh hỡi anh ở đâu? Cầu ái ân cầu thương chung, kiếp này đánh đổi hẹn. Không mong gì xung hợp đáng duyên, hoàng kiên cứ mãi chân chồng. Mắt càng dòng lòng ta như muối xa, kim châm tới bầu. Buông ra! Buông ra! Bà Lưu! Ai vậy? Mày!
tan nát cả gia đình tao. Mày cướp vợ tao, mày giết con tao, mày đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời tao. Bây giờ mày muốn gì nữa? Mày muốn cái gì nữa? Ủa, hai thằng giống nhau vậy? Nào giả nào thiệt? Tao không muốn mày bán con tao. Ủa, con... Ủa, ai vậy? Ai đây? Ai? Châu Thanh. Trời đất ơi, anh Thanh ơi, em đâu có biết. Ủa, con anh hả? Em đâu có biết anh Thanh. Mở đâu con. Thôi em biết, em thương nó rồi. Bây giờ em sẽ bán nó chỗ ngon lành lắm. Anh tin tưởng em đi. Em bán tương lai của nó. Em bán ở đâu? Em bán cho bốn vị lận. Muốn đóng phim được có Nguyễn Chính Tính nè. Muốn hát cây lương được có Bạch Trí cái Kim Phương nè. Muốn hát nhạc có Thái Châu. Anh đồng ý không? Đồng ý. Chịu không? Chịu. Đó, giờ xin bị bốn vị bao nhiêu con vì giúp đỡ con ảnh dùng. Giờ xin chào. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị hãy dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ Tấn Hoàng và ca sĩ Lưu Chí Vĩ. Thật là một điều hạnh phúc vô cùng cho Châu Thanh khi con gái mình tham dự trong chương trình Sao Nấu Ngôi. Nhưng mà một điều rất là lo. Tại vì Châu Ngọc Tiên thì mới bước chân vào nghề chỉ 2 năm nay thôi. Và giả lại cái bộ môn cải lương không phải là sở trường của con gái. Mỗi lần nó ca thì Châu Thanh phải nói đứng tim. Nhưng mà Châu Thanh có động viên con gái thế này, đây là một cơ hội rất tốt để mình được học hỏi. Cảm ơn những lời chia sẻ của nghệ sĩ Châu Thanh. Nói về cái tiết mục này thì chú phải thành thật là khen ngợi là về cái phần dàn dựng á, rất là tốt. Cái thứ hai nữa là con diễn tốt. Chú nhìn á, là nhìn cách diễn của con ở cái nét điện ảnh và kịch với cái dáng của con, với gương mặt của con và cái cách diễn của con. Về cái giọng nói của con cũng vậy, là rất là thích hợp cho các vở kịch. Còn riêng về cải lương thì chú thấy rằng con ca không được rồi, nó không vô rồi. Đó, thì thôi thì đây là góp ý cho con biết là cái con đường của con đi sắp tới, con đi kịch hoặc là con đi điện ảnh sẽ thành công hơn. Cái vai diễn này nó quá nặng nề với Tiên. Mình hát cải lương nó rất khó. Khi mình nhả chữ ra, cái chữ nó cứng lắm, cái biểu cảm mình cũng không có được. Rồi nhưng mà cũng ghi nhận cái sự mà thử thách của con. Cô hơi có khác với chú Thái Châu một chút. Với một cô ca sĩ hát nhạc nhẹ, nhạc đương đại mà ca xế sẵn như vậy á, thì quá dễ thương đi. Ở đây con được cái lợi thế là con đẹp, và nó rất hợp với lại cái tính cách của cái nhân vật này. Cho nên con không cần diễn sâu đó, thì người ta cũng tin rằng đây là một cái cô gái phòng trà và gặp một cuộc đời lận đận. Bản thân chị ba muốn động viên con, động viên Tiên á, trong cái nối ngôi này thì là một điều đáng quý. Nhưng riêng cô là người làm nghề cũng hơi bị khắt khe một tí. Đây là một cái vở mà ba con đã thành danh, thì ba con lại lấy ngay cái đoạn phát triển tâm lý nó quá phức tạp, mà cái sức của con á chưa thể đạt tới, hơi bị tiếc. Con muốn nhảy qua lĩnh vực của ba con là một điều đáng quý, nhưng mà theo cô á thì con nên trở lại cái tài năng bẩm sinh của mình, đó là ca nhạc. Nhưng mà cũng không ai cấm con hát cải lương, bởi vì có tệ đâu. Ngay sau đây là số điểm từ phía ban giám khảo. Đúng ra là cô cho con 9 điểm với một cái công việc của con, nhưng mà cô muốn cộng cho con thêm phân nửa nữa để hoan nghênh cái việc con đam mê với cải lương và con dũng cảm bước vào cái vườn hoa nghệ thuật cải lương. 9,5 dành cả Thái Châu. 9. Nghệ sĩ Kim Phương. 9,5 điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho giám khảo khán giả tại trường quay chấm điểm cho Châu Ngọc Tiên. 9,5, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, với những hậu duệ của các nghệ sĩ cải lương và kịch nói thì có thể dễ dàng hơn khi tái hiện lại những vở diễn gắn liền với tên tuổi của quý phụ huynh. Nhưng mà đối với ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang thì thế nào? Anh sẽ thể hiện những tác phẩm của cha mình ra sao? Quế Trân cũng đang rất là tò mò. Con đang có một cái ý tưởng là con sẽ hát, trình bày lại những ca khúc mà hit nhất của ba. Ba thì có nhiều bài lắm con biết, nhưng mà ba lựa cái bài nào mà nhiều người phổ biến nhất?
được nhiều người hát, nhất là bài Đáng Cay, rồi bài nữa là bài Tình Lẻ Bóng. Tình Lẻ Bóng. Vậy bây giờ hay là con hát luôn hai bài đi. Con trọn quyền để mà có thể là làm cho nó phong phú hơn. Ok, chốt. Mình hát bài đó nha ba. Trời đất ơi, nãy giờ xem anh diễn phải không? Hôm nay em tới đây tìm anh có một việc rất là quan trọng. Việc quan trọng là việc gì? Thì chia tay đi. Em nói cái gì? Ba má em không muốn em quen ca sĩ nữa. Ba má em muốn quen ai? Ba má em muốn em quen nhạc sĩ. Nhạc sĩ, ca sĩ anh thấy nó cũng giống giống nhau mà em. Sao mà giống được? Ca sĩ là nay đây mai đó, đi khắp nơi, rồi cực nhọc, rồi người ta theo, tai tiếng, tội lỗi. Ê, khoan. Mấy cái vế trước á, dạ, ai cũng có thể có được. Nhưng mà còn cái vụ tai tiếng thì tùy người, có nhưng mà anh đâu có tai tiếng đâu. Mà còn nhạc sĩ thì không vậy. Nhạc sĩ thì chỉ ngồi một chỗ, viết nhạc và người ta tự tìm tới, sướng hơn. Em, dạ, anh thấy cái logic em nó ngộ ngộ, nó sai sai làm sao đó. Sai sao được? Một người thì đi hát, dạ, nhiều người theo, dạ, còn một người ngồi ở nhà, dạ, viết nhạc cũng có rất là nhiều người tới, thì nó cũng giống nhau mà. Em kiếm cớ để chia tay anh đúng không? Không có. Em đứng lại đó. Anh, anh xin lưu mạng với em đi vô đây. Cái gì? Em có biết không? Trời ơi, em bỏ anh, tim anh tan nát. Trong khi anh là ca sĩ, mất đi một người fan là anh đau khổ lắm biết không? Mà trong khi em là trưởng fan lớp của anh mà em lại như vậy. Em à, nhưng mà em biết không, anh còn bài nữa. Em đứng đây nghe anh hát hết nha. Bài đó em sẽ rất là thích, rất là thích. Em sẽ rất là thích. Ê. Bay nhiều lên, bay nhiều lưu là thế. Như cánh chim bay em đã xa anh rồi. Dẫu môi vẫn yên sâu vé song hẳn lên trái tim. Bấy nhiêu nhớ, bấy nhiêu thương là thế. Như áng mây bay em đến phương xa nào. Những giây phút mê say ta sống bên nhau, tình đắm say đành xa nhau thôi. Hey! Yeah! Ha!
những đêm tối vẫn cô đơn thầm nhớ. Trời ơi, hát luôn. Nghe tiếng mưa rơi thao thức trong mong chờ. Như khi mới quen nhau trú mưa, còn đây phố xưa. Gió hiu hắt ướt đôi vai mình em, lê bước lang thang trong gió mưa u hoài. Nhói đau nhói con tim, bao ước mơ đã phôi pha, đành xa nhau thôi. Châu anh tránh em yêu ơi, nay tình xa rồi, mãi mãi xa em rồi. Em không hiểu anh trách luôn á. Chưa tiếc nuối em ơi, bờ xa không về. Hãy để cho em đơn phương thầm nhớ, hãy để cho em cô đơn thầm yêu, hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa. Người yêu ơi, hãy để cho anh đơn coi là bóng, hãy để cho anh đêm đêm hoài mong, hãy để cho anh còn tìm từ đây buốt xa cõi lòng. Hãy để cho em đơn phương thầm nhớ, hãy để cho em cô đơn thầm yêu, hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa. Người yêu ơi, hãy để cho anh cô đơn là bóng, hãy để cho anh đêm đêm hoài mong, hãy để cho anh còn tìm từ đây buốt xa cõi lòng. Em phải có một lý do rất là chính đáng thì anh mới đồng ý chia tay. Anh ngốc quá, anh không biết gì hết. Nói chung là gia đình em muốn em trở thành một ca sĩ. Ca sĩ rồi sao? Để em đánh bại anh, để em giành giật nổi tiếng hơn anh. Anh ngốc lắm. Ngốc. Trời ơi, em đây là một cái nhạc kịch, cũng là có cái lời khen em là em có một cái ý tưởng là phần diễn thì nó nhiều, cái phần hát của em nó có ảnh hưởng, mình lo mình diễn xuất rồi mình nghe là động tác luôn nhiều thì cái cột hơi của mình nó không có còn vững vàng nữa. Rất tiếc ở cái chỗ này, với lại cái kết không có hay lắm. Tôi thấy như thế này, bạn hát cái bài Đắng Cay á, bạn xuất hiện rất là ấn tượng và diễn xuất rất là tốt. Tuy nhiên chuyển qua cái màn diễn á, bài sau là bài Tình Lẻ Bóng phải không ạ? Thì bạn ém hơi nhiều quá. Còn về cái mặt diễn xuất thì không đạt được đỉnh cao. Thì thôi thì đây cũng là một cái sáng kiến mà bạn có cái ý tưởng cũng rất là hay, giống như Thế Châu nói là một cái nhạc kịch cũng có một cái sáng tạo mới. Đúng là cái bài hát đầu của Quang rất là ấn tượng về hình thể và cách hát, nhưng mà cái bài sau thì nó hơi bị rối một tí. Các vị giám khảo đã nói rồi đó, thì cái này rút kinh nghiệm, nhưng mà cũng chúc mừng em. Nhìn thấy cái hình ảnh của Quang với ba đó, lúc mà mở đầu đó thì thật tình là xúc động lắm vậy đó. Chúc mừng Quang, cái tình cảm của Quang với lại ba như thế, và có thể nói rằng hai cái người đàn ông tài hoa như thế, một già một trẻ, ngồi lại với nhau trông dễ thương lắm. Ngoài ra đó là cô rất thích cái bản phối, tức là cái bản cover của em ngày hôm nay. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. 9,5. Nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Nghệ sĩ Kim Phương. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Lương Bằng Quang. Xin mời. 9,6 điểm, chúc mừng bạn. Sống trong một gia đình cải lương nổi tiếng, tôi biết trường gian chịu nhiều áp lực để nối nghiệp gia đình. Tôi đã lui về sau hậu trường từ nhiều năm nay, và lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của Giang. Tôi thương Giang vì theo đuổi nghề hát giữa lúc cải lương không còn thịnh như ngày xưa.
nhưng tôi càng thương Giang hơn vì sự sai nghề của con. Với lòng sai nghề ấy, tôi tin tổ nghiệp sẽ ghi nhận. Thượng Dương Hoàng hậu, bà nghĩ như thế nào khi tàn chứng đã rành rành cứu sự? Quán tế chức, ông phải nói năng cho dè dặt. Đừng quên, ta là mẫu nghi thiên hạ. Nếu như chẳng cẩn ngôn, ta sẽ chém bay đâu. Con gái này là ai? Ta nào biết nào quen? Tên gián điệp thông đồng từ cung cấm, bạn quê hương đất nước của cha ông, chịu suốt đời thuần phục tông thần tông. Mà tên mãi quốc cầu dính, đó chính là Thượng Dương Hoàng hậu. Lý Đạo Thành, Ý Lan, các ngươi hết bài trò này rồi lại bài sang trò khác. Chắc có lẽ chúng bay muốn ta vùi thay trong ngục lạnh, nên mới đặt điều cho rằng ta bán nước, buôn dân. Bằng cớ đâu, đừng vu khống hàm hồ. Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu khống. Ôi hồn tiên đế anh linh trong vô lòng, có thô chân nổi xót xa của kẻ gối chân manh tâm mãi quốc cầu dinh. Giả mạo, không phải giả mạo mà đó là sự thật. Quan tỷ chấp và ta nhận được tin nên ta lệnh bắt gian nhân, phụ chung phải cung khai gốc ngọn đuôi đầu. Những kẻ khóc la đòi chồng ngoài cung cấm, đứa cầm đầu bởi Liễu Huệ Thanh Mai là hai con nữ của hoàng hậu Thượng Dương. Vì tài trời là do phong thơ gửi Tống Dương, hẹn ngài làm nội gián ngoại kích nội công. Tổ quốc thiên liêng đâu phải của riêng mình, mà rước ngoại bang vào toan dậy xéo nát tan. Tâu Thái hậu, để cho muôn dân không còn xao xuyến, bên ngoài chiến trường, chiến sĩ vẫn giữ can cường. Dạ, xin cho phép ly ngân sớm trở lại biên cương, và bảo cho đồn quốc công biết rằng trong nỗi nhất triều đình sẽ đem binh tiếp diện. Nhưng còn ai sẽ đem hùng binh sông nước tiếp tay? Thần xin lãnh hùng binh. Là Khanh à, hay lắm, ta phó thác cho Hiền Khanh chu toàn quốc sự. Xin dân. Con Thượng Dương Hoàng hậu, tội tư thông quốc tặc, xin Thái Đường phê chiếu gia hình theo quân pháp. Vâng kế chấp, dù sao Khanh và Thượng Dương cũng nghĩa thông gia. Tâu Thái hậu, thần thọ chức bình chương quân quốc là vì nước, vì dân, gắng sức già mà thần lo cho nước, cho dân, chứ không phải là vì ảo mạo đại cân mà lòng chẳng khao khát cao lương mỹ vị. Ngoài chiến lý thì hàng vạn quân tướng sĩ ngày qua ngày giáo đổi giáo gươm kề gươm, chiến đấu với giặc thù giành lại từng tấc đất thân thương. Thế mà nơi trong cung chương lại có kẻ ban máu của dân để mưu cầu địa vị. Tâu Thái hậu,
quân Pháp có câu: tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Xin Thái Đường phê chiếu sử. Lăng trì. Chết rồi rồi. Trì. Quan tế chấp, xin quan tế chấp hai vị ta. Thái hậu mà. Vị thái hậu ơi. Thái hậu ơi, chị Vàng em, chị Vàng em dù sao cũng là phận quần thoa. Xin nhổ phước mà thứ tha cho chị. Em ơi, chị lỡ có một lần bán nữa, xin thề chẳng dám tái phạm lần sau. Con tệ Thái Hậu, xin người hãy dám an gia hình cho Thượng Dương Hoàng Hậu. Tâu Thái Hậu. Thì nước đành dẹp tình riêng, ta lo việc chung lý đâu. Nay vì tự ý tha Thượng Dương, toàn dân đấu điên khôn lường. Gieo thảm họa tóc tan, ngoài bang lớn sang biên thùy. Ta cần diệt đứa giang, cầu nương nương đừng lai chuyển long thân đà quý. Không kỳ chậm. Giang xin thương dùng phần thuyền quyên lẫm trường chuyên, lại sinh xin làm đời ngựa trâu, ơn khắc sâu thù nào quên. Dù sao cũng trong quan gia giùm tha, kinh qua bọt bèo. Con đệ chấp ơi, xin khanh hãy nghĩ tình tiên đế mà. Tâu Thái Hậu. Xin Thái Hậu hãy chém đầu thần trước, rồi tùy nghĩ tha Thượng Dương sao. Không đâu, Thái Hậu, chị Giang em mà. Thái Hậu ơi, chị Giang em, Thái Hậu ơi, Thái Hậu, Thái Hậu. Giáp sĩ quân. Dạ. Truyền tam bang trào điện. Bình độc dược. Lưỡi gươm vàng. Thank you.
Giáp sĩ quân sử gia. Thưa quý vị, vai diễn Lý Đạo Thành là một vai rất nổi tiếng, rất là lừng lẫy của nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn. Đó cũng chính là cậu ruột của Trường Giang. Và hôm nay Trường Giang đã thể hiện cái vai diễn này cùng với sự hỗ trợ hết sức là nhiệt tình của hai người chị. Người chị cô cậu ruột của Trường Giang đó là nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ. Đây là một cái trích đoạn kinh điển của cải lương tuồng cổ Việt Nam. Và trích đoạn này thì tôi đã được hân hạnh diễn cùng với nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng ở tại Paris. Tôi xem cái vở diễn này rất nhiều lần, từ nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng mà cho đến nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn. Hôm nay đó có một điều hết sức là thú vị, xem một chàng trai diễn cái vai Lý Đạo Thành. Thần sắc dĩ nhiên con không thể, nhưng mà với điệu bộ, với cách diễn đạt, cho cô nhìn thấy tương lai rực rỡ và một cái nét sáng vô cùng hết sức là đẹp của nghệ thuật tuồng cổ Việt Nam. Cái đoạn này là rất hấp dẫn người xem, ngay cả những người làm nghề cũng cảm thấy máu lửa. Giống như chị ba vừa nói là các em, các cháu bây giờ thì không thể nào giống như những bậc tiền nhân đi trước. Nhưng các em đã cái tiếp bước cha chú của mình như vậy thì rất là đáng mừng. Với cái tiết mục này, chú thấy cái công suất lao động của cái ngành tuồng cổ này ghê gớm quá. Chú cũng đã xem nghệ sĩ Thanh Tòng diễn, con mắt trợn lên, bỗng liếc qua liếc lại, hốt hồn người ta lắm. Nhưng mà qua cái vai diễn của con như thế này, con trẻ tuổi mà con dồn hết cái tâm sức vô con diễn cái vai này thì chú phải nói là rất là hay, rất là khâm phục cái khả năng lao động của nghệ thuật. Quá tốt. Trực tiếp xem em diễn coi như là mới hoàn toàn cái vai này, cho nên đối với tôi là một cái sự là xúc động mà tôi không thể nói một cái lời nào hơn. Là tôi rất là kính phục các bạn, nhất là Trường Giang. Em đã lột tả được hết cái tinh thần của một người trung thần đối với nước. Cái thứ hai là cái bi hùng tráng của cái vở kịch. Cho con 10 điểm. Xin được mời số điểm từ phía danh ca Thái Châu. Quá thật xứng đáng. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ Kim Phương. Cô cho. Số điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chính Tính chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là quyền quyết định của 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay. Chính với 7 điểm, chúc mừng bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Sao Nữa Ngồi với phần công bố kết quả. Thí sinh Trịnh Tuấn Vĩ, điểm của giám khảo Nguyễn Chánh Tính dành cho là 9, tổng điểm 46,9. Bạn Châu Ngọc Tiên, điểm của giám khảo Chánh Tính cho bạn 9,5, tổng điểm 47 điểm. Thí sinh Lương Bằng Quang, điểm của giám khảo Nguyễn Chánh Tính dành cho là 9, tổng cộng 47,1. Thí sinh Gia Bảo, điểm của nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính dành cho bạn là 9,5, tổng điểm 48 điểm. Lê Nguyễn Trường Giang và bạn Mai Xuân Thi, giám khảo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính đều dành tặng cho hai bạn số điểm tuyệt đối là 10 điểm. Như vậy là tổng điểm của Mai Xuân Thi là 49,6 và Lê Nguyễn Trường Giang là 49,7. Xin được chúc mừng Lê Nguyễn Trường Giang đã có số điểm cao nhất trong đêm nay. Chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính và nghệ sĩ Kim Phương sẽ bước lên sân khấu trao giải thưởng thí sinh xuất sắc nhất tuần dành cho Lê Nguyễn Trường Giang. Đại dương. À Cương. Đại dương.
bừa hồ mơ nhung thiên thai, thêm cung quan tương mộ hằng ngà. Gia hoa tuy căng đẹp sao dọc dáng nồng ngà, càng đẹp hoa xinh đẹp cửa trắng tầm. A Khương đại vương, nàng hãy nhìn xem. Ồ, một con chim bé nhỏ, mắt long lanh trong suốt dễ thương. Đại vương tặng nó cho thiếp nha đại vương. Tặng cho nàng à? Dạ. Con chim bé nhỏ này có đôi mắt rất dễ thương, nhưng nó có cái tên thật là Thương Cảm. Nó tên là gì vậy đại vương? Nó tên là Xin Đừng Quên Tôi. Xin Đừng Quên Tôi, cái tên dễ mà ngộ vậy? Phải. Xin đừng quên tôi đang hướng tâm tình về một nàng con gái. Kẻ ở đầu sóng người tương gian cuối, nhờ sự rủi dung của dài ngân hà. Tôi hồn cùng qua cuộc đời ta có nhau. Tây Thi ơi nàng, hãy xem trăng vàng soi tim yêu rực sáng. Kề bên ngô hoàng giữa nơi cung vàng, vui say cánh tàn nguyện ương liền cánh, mai đào liền cánh, trọn đời không ta nhìn thêm ngất ngây. Xây bao lông đài đuổi bao diêu thành, ngô dương không từ chối.
đây Dương ơi. Tuyết phủ sương rơi, thiếp nghe hơi lạnh. Vậy ta sẽ mặc hoàng bào cho A Cương. Đội ơn đại vương. Trời đêm giá lạnh, hàng y trăm trao ai gặp hoàng âm trong vòng tay. Đời ta có nàng, dù cho bao tháng năm chiến trình dùng mã thương ngày đêm trận tiền trải bao giang khổ nguy nạn. Mơ tiệc yên thiếp dân rượu đào, tấu nhạc khúc giai quay muôn sầu. Nhẹ nhàng lòng sung ân, thế Á Cương thủy chung trọn kiếp muôn đời. Ai khách bên ta vui trọn ước mơ. Bước ai khách vào đời, tiếng trầm bổng tinh tan tan tình. Đêm nay được quân ca chợt vui hơn, khắp nơi ánh sáng chan hòa. Có đôi quyến hương trao tình đắm say. Đêm nay được quân ca chợt vui hơn, khắp nơi ánh sáng chan hòa, có đôi quyến hương trao tình đắm say. A Cương đại vương. Dạ cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Dạ ta hỏi chuyện gì? Dạ, dạ muôn tâu Cổ tướng quốc đã tự sát rồi. Thủ thành môn
để ta lên đường từ quân phản quốc. Đại vương, đại vương. Ôi hớt mong. Tình tình gian kề với ta, gieo cánh thế lương nên đời Ngô Dương thôi hết mong. Chớ đi âm cung chung mộ, à thương liêu mình trọn đời trung trinh với vua, hai đời chờ quyền ương của nhau. Đại vương, đại vương, A Cương ơi, giáp đầm máu bào sanh tử giữa binh đao, giờ tan mặt nhau để rồi chia. Đã bại trong về việc Dương Câu tiễn ta thẹn với Tiên Dương cùng liệt tương phố anh hùng. Đoạn trước thế cờ giang mà câu tiễn tuy lùng, tương quốc khuyên ta, ta cùng đồng bác thỏ, tình tưởng kẻ thù như thỏ nhỏ cương hỡi tương nàng số phận hồng nhan, mau nước giặc quan sang cách xa phường bảo ác, ân tình của cương xin chờ nhau kiếp khác, trong giây lát nữa thôi mạng bạc đến với Ngô Hoàng. Sao ngày qua xem thường lòng chung thủy qua cương, dầu tham trang đón trường nguyên ương cùng chung cành, gặp phải giáng nguy đồng chúng thấy nơi nguyệt lành, cho trọn phu tùng danh tiếng chẳng mơ phai. Này, nghe ở đây buồn say, Ngô quốc đã thuộc về tay Việt quốc, hãy quy hạ mạng sống sẽ diễn toàn. Không, một danh tướng như ta không thể đầu hàng quân phản quốc. Phản lại, nơi xa trường ta là người chiến bại, nhưng giữa trận tình ta là kẻ chiến thắng nhà ngươi. Phụng tiên đế tha tội cho con, tướng quốc phủi lòng hơn, chờ buồn tay theo chơi. Đại vương, nghĩa can thường muôn thơ dân miên trường, sống độc tịch độc sàng, nếu có thác đồng quan đồng quách, à Khương nguyện bên phù sa.